Mobile thì có cái gì? IS Mobile thì có cái gì hả anh em ơi? Suốt ngày đăng mấy cái video để phát kim cương, à không phải phát kim cương, mà là đem kim cương của mình ra để làm video suốt ngày, gọi là được Garena nó tặng cho ấy. Mình nói thẳng IS Mobile không phải nạp tiền nhé. Mình nói thẳng là IS Mobile không phải nạp tiền vào game luôn. Kim cương là gọi là Garena nó phát luôn nha anh em ấy. Kim cương là gọi là Garena nó tặng cho IS Mobile để cho làm sự kiện luôn anh em ạ. Mình nói thẳng luôn một câu là như thế luôn. Và cái gọi là chuyên gia IS Mobile phan toàn cái thằng gọi là mầm non, gọi là tiểu học thôi, đeo khăn quàng thôi đấy. Nói thẳng là IS Mobile fan của IS Mobile chỉ có là tuổi mầm non và đeo khăn quàng thôi đấy, mình nổ thẳng như vậy luôn. Và IS Mobile chỉ có dùng cái số kim cương mà gọi là kim cương gọi là để Garena ban tặng cho để đi làm video câu view các kiểu. Cái thằng đấy nó còn mẹ mày đi nói là nó còn đi nói